gia đình như là nạn nhân mới vào gia cao và xã chúng ta ở tỉnh để tiến hành buổi lễ gặp mặt tặng quà hôm nay. Thì trước hết cho tôi thay mặt ban tổ chức xin thông qua chương trình của cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Một, ổn định tổ chức thông qua chương trình buổi lễ. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Ba, ý kiến phát biểu của thường trực huyện hội. Bốn, đại diện lãnh đạo xã phát biểu cảm ơn và chúc tết nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã cùng toàn thể quý vị thực hiện kế hoạch số 01 kế hoạch chất độc da cam ngày 4/1/2022. Tháng 3 và trước nhân dân mặt nhân dịp tết nguyên đán nhân dân 2022. Mang đang mang trên mình những dị dạng, dị tật, bao bà mẹ chí tháng mang lại trẻ đau khổ suốt đời vì những đứa con tật nguyền vô phương cứu chữa. Các căn bệnh phổ biến ở nạn nhân chất độc da cam là bại não, liệt hoàn toàn hoặc một phần cơ thể, teo một phần hoặc là toàn bộ thân thể, bị mù, bị câm, bị điếc, thiểu năng trí tuệ và nhiều dị tật, dị dạng bẩm sinh hiếm gặp khác. Đặc biệt chất độc da cam di truyền qua nhiều thế hệ ở Việt Nam. Hiện di chứng chất độc da cam đã truyền qua 3 thế hệ và cho đã có không ít các cháu ở thế hệ thứ tư. Huyện Chư Sê có hơn 1.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó có hơn 800 người hoạt động kháng chiến, 430 gia đình với trên 500 người là nạn nhân, 70 gia đình có từ 2 đến 6 nạn nhân còn sống. Nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, thứ ba là thứ hai 152 người, thế thứ ba là 178 người. Xã là có con, có cháu,
là bị di chứng chất độc da cam. Đây là báo cáo với đại đoàn của Hà Nội, các chị của Hà Nội là đây là chỉ có hai làng thôi. Đây là trong số này có hai làng là làng Giao Xét với lại Giao Bếp, nhưng mà chưa hết số làng của sắp xung trong thì đã nhi là luôn được tài phải nhà nước và ban cục quan tâm thành nhà hoa. Việc chăm sóc của chúng ta một trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của gia đình, mong được một lần đưa con đưa cháu bị sắp chết hoặc nuôi cho con những cháu đã mơ cả nên hỗ trợ chăm sóc đỡ nạn nhân chất độc da cam của trẻ em chúng ta. Và gia đình có thêm niềm tin và vượt qua khó khăn hòa nhập hoàn thành cộng đồng. Thì xin báo cáo với đồng chí lãnh đạo là chính quyền trọng tập thể đã là công an Hà Nội thì nhiều lần vào đây huyện và có rất nhiều cái đóng góp cho kinh tế xã hội và đặc biệt là các từ thiện liên lạc để vào thành huyện. Thì là nhất là ở đây xã mà nhiều nhiều nhất ấy, là thăng được cái đoàn quan tâm được đại diện là tức là được ban trị sự Phật giáo huyện đứng đầu là tại chức Phật Phước lo con cầu đường tặng quà cho người nghèo rất là nhiều năm rồi. Riêng đối với nạn nhân chất độc da cam thì là những cái nhóm Phật tử này đã tặng trên dưới 100 cái xe lăn. Rồi năm ngoái là những cái đoàn này là đến thăm trực tiếp thăm là 4 gia đình trên địa bàn của xã Tung. Đấy thì là năm nay thì trực tiếp phải qua trực tiếp là toàn rào rất là gấp. Ngày hôm qua vào, ngày hôm nay đi tặng quà 3 xã 25 cháu và ngày mai là toàn là về Hà Nội rồi. Cho nên là thời gian rất gấp nhưng mà làm việc là tinh thần là toàn không quản ngại là xa xôi nắng nóng rồi là về nhập đến từng đến để đến cho các em để thấy được rằng là như là và để sau này là mình biết và đã biết rằng là cái mà kết quả cái công lao cái vận động của mình là đến trực tiếp đối với các em. Cho nên là xin báo cáo trước thềm xuân mới năm nhâm dần xin kính chúc đại biểu mạnh khỏe bình an hạnh phúc và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho Hội nạn nhân chất độc da cam của xã xin chân thành cảm ơn đồng chí và cũng mong rằng trong thời gian tới Hội nạn nhân chất độc da cam kia xin huyện sẽ là cầu nối với các tổ chức các cá nhân để làm tốt nhiều hơn nữa đến với này các hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam chia sẻ nói chung và xã Vinh nói riêng được tiếp nhận những phần quà vô cùng ý nghĩa ngày nay. Vâng, để cảm ơn nhân sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần những gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã trong thời gian qua. Vậy hôm nay tôi xin trân trọng kính mời được ông Hồ Duy Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Ban nhân dân xã, đại diện cho lãnh đạo xã đến phát biểu cảm ơn. Xin kính mời. Phần quà đặc biệt có ý nghĩa trong mùa xuân
nhân dân năm 2022 cho các gia đình và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em bị bệnh tật nặng. Nhân xuân nhân dân thì không thể nói gì hơn, thay mặt cho lãnh đạo chính quyền địa phương xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của đại đức Thích Hồng Phước cũng như là đoàn phật tử thành phố Hà Nội đã dành nhiều dành thời gian cũng như là nhiều phần quà có ý nghĩa để tặng cho các gia đình và trẻ em nhân dịp xuân nhâm dần năm 2022. Thay mặt cho lãnh đạo ủy ban nhân dân xin kính chúc đại đức Thích Hồng Phước đoàn phật tử thành phố Hà Nội như là đồng chí trong Hà Nội sang năm mới sang năm nhâm dần 2022 gia đình sức khỏe và thành đạt, và mong rằng được sự quan tâm nhiều hơn nữa trong cái thời gian tới của đại đức Thích Hồng Phước của liên đoàn phật tử Hà Nội và của nạn nhân chất độc da cam của huyện. Một lần nữa xin thay mặt cho lãnh đạo quân địa phương xin kính chúc đồng chí công đoàn như đại đức Thích Hồng Phước sức khỏe và xin thay mặt cảm ơn. Thì sau đây là đến phần trang quà, thì tôi xin thông qua danh sách của các cháu thì các phụ huynh sẽ đưa các cháu lên trên này để chúng ta nhận quà. Ngắm nhìn
để cười nói. Em có đôi tay nhưng em không thể lắng nghe. Em có đôi chân cho hội tốt cái buổi tặng quà ngày hôm nay. Năm mới thì xin chúc mọi người một năm mới